một vùng xanh ngát, một dành khơi, bãi nói màu thu tiếp sắc trời. Mưa khéo mây đem về kết tụ, gió nào cho sóng động tâm hơi. Bốn câu thơ của thi sĩ Đông Hồ càng làm tô điểm thêm cho nét đẹp biển trời của Hà Tiên. Thị xã vùng biên cương của tỉnh Kiên Giang đã khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, từ cảnh sắc thiên nhiên cho đến con người gắn cuộc đời với vị mặn mòi của biển. Vậy thì thị xã Hà Tiên hôm nay đã và đang đón nhận cũng như khai thác những ưu ái từ đại dương như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, mời quý khán thính giả hãy cùng chúng tôi về thăm xứ biển Hà Tiên. Địa điểm xuất phát của hành trình về xứ biển Hà Tiên là mũi Ông Cọp. Đây được xem là ranh giới tự nhiên của huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên. Người dân sống quần cư xung quanh mũi Ông Cọp thuộc các ấp Hòa Phầu, Xoa Ảo và ấp Bãi Chài Già. Cung đường chạy vòng qua mũi Ông Cọp là một cung đường khá dốc và mạo hiểm. Xe cộ lưu thông tấp nập. Từ trên mũi Ông Cọp phóng tầm mắt ra xa và nhìn thấy cảnh biển trời kỳ mỹ. Bãi biển Thuận Yên hiện lên thật đẹp đã tạo cho chúng tôi nhiều hứng thú cho hành trình khám phá ngày hôm nay. Từ mũi Ông Cọp chạy tiếp khoảng 7-8 km là đến được ngã ba Cây Bàng. Đây là khu vực sầm uất với rất nhiều hàng quán kinh doanh đặc sản biển. Dù chưa phải vào mùa cao điểm du lịch, nhưng không khí mua bán khá sôi động. Tại đây, du khách có thể mua được nghêu, cua, ghẹ, ốc tươi sống, được nuôi trồng và đánh bắt từ biển Hà Tiên. Nếu du khách muốn thưởng thức ẩm thực tại chỗ, đầu bếp sẽ chế biến hải sản thành các món ăn rất hấp dẫn. À, chú ơi, các loại hải sản của cửa hàng mình đó thì thu mua ở đâu chú? Nói chung là bây giờ mình mua bán lâu năm mà có thương hiệu rồi, những cái nhà vuông rồi đó. Dạ. Người ta cũng mang ra bán cho mình. Dạ. Thì những cái người ta đi đánh bắt á, dạ, hoặc là người ta khai thác mà dặn cua móc á, thì người ta cũng mang lại bán cho mình. Tùy theo, đặc trường hợp á, theo một cái vụ mùa. Dạ. Ví dụ đặc hợp như cái mùa nào mà cái lượng đánh bắt được nhiều, ta mang vô có khi cũng hút hàng cũng không có luôn. Dạ. Nói chung là dặn vậy. Như đặc hợp cái mùa này lại là cua rất là nhiều. Dạ. Đó, cái mùa này bắt được vô Nam là mùa, đúng là mùa cua luôn. Người ta cá cua này rất là ngon luôn. Chú ơi, cửa hàng của mình ngoài bán cua ra thì còn loại hải sản nào nữa chú? Nói chung cái xứ biển Hà Tiên này nó nhiều lắm, muôn vàng mặt lắm. Nhưng mà dạ, bị cái điều kiện cái mùa Nam này, cái thứ nhất, cái thứ nhì á, là vì cái lượng khách du lịch á, dạ, thưa quá, thành ra không có mang gì được bán nhiều. Dạ. Ví dụ đặc hợp bây giờ hiện tại giờ đang bán những cái mặt hàng. Dạ. Có ví dụ nha, dạ, đây là những cái con sò tổ, ha. Dạ, sò tổ. Sò này sò hòn nha, sò dạ, cực kỳ, sò rất ngon, sò oxy cuộc sống, không phải là sò khô nha. Đây là những cái con hào, ha. Ừ. Đó. Dạ. Nên là thiên nhiên nha, nói chung là cái này thiên nhiên chứ không có mang tính chất người hết. Mà nó có lại hai cái loại ghẹ, cũng có nhiều người khách rất là thích ăn ghẹ này, dạ, nó rất là chắc. Chắc thịt như con cua, dạ, mà nhiều người cái khách thường đi đến này phải ăn con ghẹ xanh, con ghẹ cái này, cái này con nghêu nha, dạ, nuôi thiên nghêu nhiên này, nha, cái nào không à, không phải gì nhưng mà nuôi bờ, nuôi thiên nhiên, cái này là không, không nuôi thiên nhiên, nuôi thiên nhiên dọc theo bờ biển của Thuận Yên mình, bãi dạ, bằng Thuận Yên mình, dạ, ở đây nuôi này nhiều không chú? Nói chung là đa số nhiều lắm, dạ, đa số là dân ở đây, cái người dân ở đây nuôi cuộc sống nhờ cái con nghêu này cũng là nhiều lắm, dạ. Tiếp tục hành trình đi dọc bãi biển Thuận Yên, chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội ghé thăm những xóm chài ven biển. Những xóm chài nằm êm đềm bên bờ cát trải dài. Những mái nhà nằm nép mình dưới những rặng dừa xanh đã tạo nên nét đẹp cảnh quan rất riêng cho vùng đất miền biên giới. Sóng biển vỗ về, ôm ấp, tạo mạch nguồn sự sống cho những người dân gắn cuộc đời với mặn mòi của biển. Thưa quý vị và các bạn, với đường bờ biển phía Nam dài hơn 22 km giáp với vịnh Thái Lan, vậy thế nên nhịp sống cư dân ven biển Hà Tiên cũng rất là sôi động. Dọc theo bãi biển từ xã Thuận Yên đổ về trung tâm thị xã thì chúng tôi thấy rất là nhiều xóm chài sống quần cư với những tán dừa xanh. Trong số đó, bãi Nò là một xóm chài bình yên và đã được hình thành gần trăm năm.
Địa danh Bãi Nò chính là thôn cư trong cảnh đẹp Lộc Trĩ thôn cư của vùng đất Hà Tiên xưa. Thôn cư nghĩa là những xóm thôn sống quần tụ tương trợ lẫn nhau. Dân cư Bãi Nò hầu hết là người dân tộc Khmer sinh sống cùng nhau đã tạo 3-4 thế hệ. Dù hàng trăm năm đã trôi qua, xóm chài Bãi Nò vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ giữa lòng thị xã. Gia đình ông Lý Sơn Thạch là một trong những thế hệ đầu tiên sống tại xóm chài này. Cũng giống như những người dân khác tại Bãi Nò, gia đình ông Thạch mưu sinh dựa vào nguồn lợi từ biển. Qua những lời ông chia sẻ, chúng tôi hiểu được đối với ông Thạch, biển không chỉ là nơi tạo ra sinh kế mà còn mang đến những ân tình. Biển cùng ông, cùng gia đình chia sẻ những khó khăn lẫn ngọt bùi. Chào rồi, cô. Dạ. À, cô ngồi, cô. Dạ. Dạ, con chào chú. Chú ơi, chú cho con hỏi thăm vài câu ở làng chài Bãi Nò của mình ha chú. Chú ơi, chú sống ở đây lâu chưa chú? Và chú có thể cho con biết là vì sao mà ở đây người ta gọi là Bãi Nò không chú? À, nghe mấy ông già xưa kể hồi trước là hình như là hồi trước năm 45 rồi. Dạ. Thì ông già, ông kể lại là hồi trước là ở cái xóm này là cũng đánh bắt. Nhưng mà đánh bắt không bằng kiểu mà không có sử dụng ngư lưới cụ. Dạ. Tức là hồi năm đó là ở cái xóm này chỉ có 4 hộ chủ yếu thôi. 4 hộ chủ yếu. Tức là trong đó là đánh bắt bằng cái, ta gọi bằng cái nò. Cái nò nó tưởng tượng như cái đăng mình bây giờ vậy đó. Nhưng mà khoảng cách là cái nò như vậy là người ta cấm là khoảng 1 mét một cây. Tức là người ta cấm theo cái bờ biển chạy dài xuống bề sâu. Yeah. Từ đó cá nó theo cái hình thù của cái trụ nò đó. Yeah. Bắt đầu mới lần theo cái đó nó vào cái phần cái chậu của cái nò. Từ đó thì người ta đặt cái nò. Trong cái nò đó là ở đây là 3-4 hộ. Thì trong gia đình đó là ta cũng bắt cá. Trong đó nó có cá bạc má, rồi các loại cá khác. Rồi bắt đầu có thương lái người ta lại mua. Nhưng mà trong đó là thương lái đã xây lại thành cái hầm. Hầm để muối cá bạc má. Thì hiện tại cái hầm nó vẫn còn. Cái hầm đó là người ta xây dựng bằng cái chất vôi trôi bây giờ vẫn còn. Tức là thương lái người ta mua. Mua xong là người ta hấp. Hấp cá bắt từ cái nò đó. Hấp xong rồi bắt đầu người ta xuất theo thuyền bơm qua bên Thái. Dạ. Đó, từ đó là lịch sử cái bãi này của dân làng mình. Hồi trước người ta làm cái nò. Dạ. Từ đó làm cái nò bắt cá, từ đó mới đặt tên là cái Bãi Nò. Dạ chú ơi, so với trước đây thì hiện tại bây giờ đời sống của bà con mình nó thay đổi như thế nào chú? Hiện tại là cuộc sống dân ở đây nó cũng nói chung cũng đầy đủ cái tiện nghi rồi. Từ đó thì dân ở đây nói chung thì đánh bắt bằng ngư lưới cụ rồi và cái thu nhập cũng khá. Nói chung cũng thu nhập khá, từ đó là cái kinh tế cũng ổn định. Từ đó thì nói chung là mức sống của dân mình hiện tại là nó khá hơn mấy chục năm trước. Từ đó là mỗi gia đình đều có xe, phương tiện, xe Honda, rồi có khi là có tivi, rồi sử dụng nước sạch, nó đầy đủ, rồi con cái học hành đầy đủ. Hiện nay, người dân Bãi Nò có làm du lịch tự phát nhưng số lượng chưa đáng kể, vì thế khai thác thủy hải sản vẫn là kế mưu sinh chính. Trước đây họ sử dụng ngư cụ thô sơ như chài lưới cá tôm, đặt rọc bẫy ghẹ, bẫy cua. Trong vài năm trở lại đây, do nguồn thủy sản ven bờ dần dần khan hiếm, những ngư dân Bãi Nò phải sắm tàu lớn để vươn khơi bám biển, hình thành nên nhịp sống nhộn nhịp gắn liền với biển cả. Vì đánh bắt này là đi 3 đêm
mình về ở bên ngoài đảo là 3 đêm mới vô một lần. Dạ. Rồi chi phí đó là đi một chuyến vậy là hết 6 triệu mấy. Dạ. Đi ngày cào mà cào gà cào gặp bờ không có đi xa. Dạ. Thì bà bên giáp danh biên giới Campuchia Việt Nam. Dạ. Mùa chuyến là mùa cái dạng mà qua Tết. Dạ. Với cái mùa bắt đó là đánh đó là hơi chúng đỡ. Dạ. Chứ mà mùa Nam này là khách đánh nó là cũng khách lắm. Ngoài địa danh Bãi Bàng, Bãi Nò tức Lập Trĩ Thôn Cư thì tại Hà Tiên còn có những địa điểm khác nằm trong 10 cảnh đẹp xưa gắn liền với biển. Trong số đó, núi Pháo Đài hay còn gọi là núi Kim Dự là một địa danh vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Kim Dự Lan Đào tức núi vàng trắng sóng do có ngọn núi nằm sát biển, đón gió đón sóng hàng ngày. Đường lên ngọn Kim Dự là một con đường quanh co và thoai thoải. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên ngọn Kim Dự để xem Kim Dự Lan Đào bây giờ có gì thay đổi. Nằm về phía tây bắc bãi biển Mũi Nai, núi Kim Dự còn có tên là núi Pháo Đài. Năm 1831, triều đình nhà Nguyễn xây dựng một khu pháo đài trên núi, vì thế ngọn núi này có tên là núi Pháo Đài. Núi Pháo Đài là một trong 10 cảnh đẹp của Đức Hà Tiên với danh xưng Kim Dự Lan Đào. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nét đẹp ấy vẫn còn được giữ nguyên cho đến ngày nay. Trên nền đất của khu pháo đài xưa, bây giờ là khu nghỉ dưỡng Pháo Đài. Đây là một trong những điểm hẹn du lịch lý tưởng cho vị trí đẹp với nhiều dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, hồ bơi, quán cà phê. Trao đổi với đại diện khu nghỉ dưỡng, chúng tôi được biết trong tương lai, khu nghỉ dưỡng sẽ mở rộng thêm nhiều dịch vụ như bungalow, quán bar, du thuyền ra Hòn Tre. Những định hướng mới này nhằm khai thác ưu thế vị trí trên đồi, ven biển, hướng sông độc đáo của núi Pháo Đài. Anh có thể cho em biết là cái tình hình hoạt động cũng như là những định hướng phát triển tới của khu nghỉ dưỡng Pháo Đài thì như thế nào? Khu nghỉ dưỡng Pháo Đài thì bên anh khai thác vào đầu những năm 2018. Dạ. Hiện tại sau những thay đổi tích cực đã nhận được những phản hồi tốt từ phía du khách địa phương cũng như những du khách ở các tỉnh khác. Các loại hình khai thác bao gồm khách sạn, nhà hàng, cà phê thì doanh thu cũng như số lượng khách ngày một tăng. Thời gian tới đây thì các hạng mục quán bar ngoài trời, bungalow ven đồi sẽ được khai thác, thì tập thể cán bộ công nhân viên khu nghỉ dưỡng Pháo Đài sẽ ra sức phát triển để xứng đáng với vị thế đắc địa mà khu nghỉ dưỡng Pháo Đài đang có, đó là view đồi núi giữa thành phố, view sông, view biển và một bước xuống chợ, xứng đáng với địa thế Kim Dự Lan Đào, một trong 10 thập cảnh của Hà Tiên xưa. Diện mạo vùng biển Hà Tiên ngày hôm nay đang dần được đầu tư với các dự án lấn biển quy mô. Các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng đô thị cho thị xã Hà Tiên về phía biển, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế. Giờ đây khi tìm về thị xã Hà Tiên, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được những nét đẹp đa dạng của vùng thị xã ven biển. Những bãi biển, những ngọn núi qua bao năm tháng vẫn còn hoang sơ và kỳ mỹ, song song đó là những công trình lấn biển như điểm nhấn sinh động cho thị xã Hà Tiên. Một trong những công trình mang tính đột phá cho vùng đất biển là khu đô thị mới Hà Tiên. Đơn vị thực hiện dự án này là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 của Bộ Xây dựng. Dự án rộng gần 100 hectare, tọa lạc trên phường Pháo Đài, nằm trong vùng tam giác trọng điểm về du lịch quốc gia giữa Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc. Đây thực sự là khu đô thị đáng sống, là nơi các doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội đầu tư. Trao đổi với chúng tôi, đại diện công ty CNT cho biết, hiện nay đã có hàng ngàn người dân, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên vùng dự án.
một số doanh nghiệp lớn đã đặt vấn đề đầu tư các dự án quy mô vào khu đô thị lấn biển Hà Tiên, trong đó có tập đoàn VinGroup. Với những định hướng riêng của công ty và sự đầu tư hiệu quả, chắc chắn khu đô thị lấn biển này sẽ là điểm nhấn của thành phố biển trong tương lai. Sắp tới thì công ty sẽ triển khai một cái khu 9 hecta. Cái khu 9 hecta sẽ đầu tư đồng bộ các cái cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn của khu biệt thự cao cấp để mà tạo cái sự phát triển, tạo cái động lực của dự án để dự án phát triển tốt hơn. Thì trong cái khu 9 hecta đó sẽ bao gồm có các hồ bơi, có các cái khu tiện ích, đường nội khu, là tất cả đều theo cái tiêu chuẩn mới hiện đại trong so với khu vực. Ngoài những ý nghĩa to lớn về kinh tế xã hội, vùng biển Hà Tiên và toàn bộ thị xã nói chung có ý nghĩa rất to lớn về mặt quốc phòng an ninh. Chúng tôi tìm đến cột mốc 314. Đây là cột mốc cuối cùng trên đất liền, phân chia ranh giới đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Cột mốc này cũng là cơ sở để phân giới trên biển và lãnh hải giữa hai quốc gia trong tương lai. Cột mốc này được tiến hành khởi công vào ngày 24 tháng 3 năm 2012 và khánh thành vào ngày 24 tháng 6 năm 2012. Trong cái dịp lễ khánh thành cột mốc này là có hai thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng của Vương quốc Campuchia Hun Sen đến dự và cắt băng khánh thành cái cột mốc này. Đó. Việc khánh thành cột mốc này là nhằm thiết thực là cái hai nhà nước là chào mừng cái kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia. Việc hai bên tiến hành cấm được cái cột mốc này là nhằm thúc đẩy hơn nữa cái mối quan hệ thông thương, trao đổi mua bán hàng hóa giữa hai bên biên giới. Thưa quý vị và các bạn, Hà Tiên hôm nay đã có nhiều hơn những chuyến phà cao tốc, những chuyến tàu cao tốc kết nối từ Hà Tiên đến các đảo, các quần đảo xung quanh, tạo thành một nhịp chuyển động không ngừng cho giao thông và du lịch phát triển. Đến đây thì thời lượng tập 1 ký sự truyền hình về thăm xứ biển Hà Tiên cũng đã hết. Mời quý vị cùng đón xem tập 2 với tên gọi Sức sống từ biển, cùng trải nghiệm nghề biển với người dân Hà Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại!